Đã ha. Xin chào tất cả mọi người. Tới mùa khô là mấy cái này nó sẽ chết hết, mình sẽ còn rau khác. Nhưng mà nó sẽ không được nhiều rau, lúc đó mọi người sẽ tự trồng rau để ăn. Khi mà Hen đi thi Miss Universe tại Thái Lan thì Hen ăn rất là nhiều cà này và Hen làm Hen nhớ nhiều quê hương của mình. Thế như ở tại Việt Nam thì chỉ có các vùng núi mới ăn cà này thôi, ở trong vùng thành phố hay là đồng bằng mọi người rất là ít gặp trái này. Nên là khi mà Hen đi Thái Lan, Hen cảm thấy rất là thích và Hen ăn rất là nhiều. Nên ngày hôm nay Hen trở về quê hương của mình để hái trái này. Và ngày hôm nay Hen sẽ nấu món này với một trái cà đắng nữa, nhưng cái vị nó sẽ khác thôi. Và đây sẽ là nguyên liệu thứ hai mà Hen sẽ hái, đó là một trái cà mà Hen gọi là cà đắng. Đây là cà đắng, yeah! Nguyên liệu tiếp theo đó là ớt. Ớt xanh, ớt bé xíu này. Cho thêm một trái sầu riêng nữa mọi người ơi. Yeah, đây là chiến lợi phẩm của Hen ngày hôm nay. Mém đổ. Có gai á, mình thấy khó cắt. Cái này mình sẽ khác so với cái cách mình cắt gỏi. Mình sẽ cắt nó to hơn. Bỏ muối, mình sẽ bỏ cà vô. Rồi, ớt nè, nhiều chanh ớt nha mọi người. Welcome my hometown. Rạc phen phen chào Thái mát mát lơi. Nói chung là đất nước Thái Lan là đất nước đã mang đến cho Hen nhiều may mắn. Hen thích lắm. Hen chỉ mong là dịch sẽ mau qua để Hen có thể tới Thái Lan chơi. Trong khi thời gian mà chờ đợi khoảng tầm là rất là lâu của nồi canh thì Hen đi phụ mọi người bóc vỏ điêu. Điêu nó đã rất là đặc rồi mọi người ạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ bưng xuống, đổ nước ra. Mục đích để đổ nước ra là để nặn này cho dễ. À, cái mà Hen giả này nó chỉ là một cái ống tre thôi nha. Củ nén mà mình mà bỏ sớm quá. Swadika. Tiếp theo chúng ta sẽ làm món, đây là món trong clê. Nguyên liệu của chúng ta là gồm có trong. Cái thứ hai là ớt, ớt Hen bỏ tủ lạnh nha mọi người. Một chút đường, một chút nước mắm. Đây là ngò gai. Đây là cái cá yêu thích của mình đấy mọi người. Nên là mình sẽ làm vậy. Đó, nướng ở trên lửa vậy thôi. Nhìn ngon không mọi người? Tiêu tiêu tiêu. Tiêu tiêu tiêu, hơi thơm quá. Ghê luôn đấy.
ăn là nghệ thuật, mà người ăn biết thưởng thức lại là nghệ sĩ. Thật là thơm. Bây giờ là Hen đã xong cái món ăn của Hen. Đây chính là món dăm trong mà Hen đã nấu trong ngày hôm nay. Và món đã xong là như vậy nè. Đây Hen sẽ ăn chung với lại cơm. Tại vì món này sẽ rất là tốn cơm nên Hen sẽ ăn chung với cơm. Và Hen đã múc một tô cơm như vậy và đảm bảo 100% là Hen sẽ ăn hết tô cơm này. Cái thứ hai là Hen sẽ ăn chung với cà đắng. Cà này sẽ được giã từ cái cà già của cái trái cà đắng. Và tiếp theo là cắt khô. Đó, đã xong một món ăn gọi là bình thường hàng ngày của người ED với món dăm trong. Những cái món này này Hen làm rất là cay luôn mà ăn Hen thích lắm. Chung quá. Mình ăn chung với cá khô. Hay mê ăn cá khô lắm. Vậy là video ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này của Hen. Hen đã ăn hết tô cơm. Ta ta ta. Hen biết là sau tô cơm này thì bao nhiêu mỡ tinh bột nó đang dùng cục ở dưới. Bây giờ Hen ăn xong, Hen dọn đồ, Hen sẽ đi lại lại trong nhà, Hen sẽ không dám ngồi. Ngồi là sẽ bị tích mỡ bụng nhiều lắm á, nhất là bụng dưới của mình. Cảm ơn tất cả mọi người, bye bye mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.